Hi, xin kính chào các bạn nhá. Xin chào các bạn đã quay lại học tiếng Anh cùng Lộc. Đây là cái video mà Lộc nghĩ rằng nó sẽ rất là tuyệt vời với tất cả các bạn. Thì chúng ta học về câu điều kiện không có thật. Cái câu điều kiện này nó giúp chúng ta có thể chém gió. Câu điều kiện là một loại câu mà chúng ta thường chém gió hay là thường vông đùa với nhau. Nó mang cái tính chất như kiểu là nói khoác, nói câu chuyện làm quà đấy. Nói gọi là cho nó sướng mồm đấy, kiểu vậy. Thực ra thì ở trong cái video này ấy, thì Lộc cũng không chia sẻ cho các bạn về các loại câu, nó quá là nhiều các loại câu mà cái video này sẽ là một video rất là dễ thôi. Mình chia sẻ các bạn hai loại thôi. Hai loại, và hai cái loại này nó là cái basic, là cái cơ bản thôi. Nó rất là cơ bản, nhưng mà nó có thể là giúp cho các bạn hiểu một chút về câu điều kiện rồi. Nó là cái tiền đề, là cái tiền lệ để các bạn phải phát triển cái câu điều kiện của mình. Câu điều kiện thì nó thường nói về câu điều kiện nếu thì thôi. Nếu thì, tức là nếu như tôi có vợ thì có lẽ bây giờ tôi đã hai con rồi. Nếu như tôi có 1 tỷ thì tôi đã không phải ở trong căn nhà như thế này. Nếu như tôi có tiền tôi sẽ mua chiếc Mercedes. Như vậy, chúng ta thường thường chém gió như vậy đúng không ạ? Ta gặp cái câu nếu thì này thôi, nó rất là đơn giản. Và cái câu điều kiện này sẽ được định nghĩa như thế này. Đó là khi chúng ta nói về một hành động sẽ xảy ra nếu có một hành động khác xảy ra. Tức là nếu như ta có một cái hành động, nếu như có một cái hành động, một cái sự việc hay là có một cái điều kiện gì đó xảy ra ở trước đó thì cái hành động phía sau sẽ có thể được xảy ra. Ví dụ như tôi kiếm được 20 triệu một tháng lương thì rất có thể tôi sẽ mua ô tô. Như vậy, tức là cái nếu thì là như vậy. Tức là cái nếu là cái thể hiện một cái hành động có thể xảy ra thì cái hành động ở hiện tại sẽ được xảy ra. Và chúng ta biết là chúng ta đang học cái câu điều kiện là câu điều kiện không có thật nhé. Ta là chém gió thôi, không có thật. Đấy, ảo thôi, nghĩ thôi. Thì ta sẽ học hai loại. Loại thứ nhất là câu điều kiện ở quá khứ và câu điều kiện ở quá khứ hoàn thành thôi. Khi chúng ta nhìn cái dòng chữ này, ta sẽ biết được ngay. Câu điều kiện ở quá khứ ta sẽ có simple past, nó sẽ là động từ ed hoặc động từ chia phân từ, đúng không? Gọi là quá khứ hoàn thành thì ta sẽ là chia động từ ed hoặc chia quá khứ phân từ 2. Thì ở đây mình sẽ cho một số các bạn cái ba ví dụ thôi, các bạn có thể hiểu rồi các bạn. Nếu tôi cưới được hoa hậu thì tôi sẽ như thế này thế kia, đúng không? Nếu như tôi cưới được ca sĩ thì tôi sẽ thành thế. Đây là một cái ảo tưởng thôi, chúng ta thường ảo tưởng như vậy, ảo tưởng sức mạnh nhá. Câu thứ nhất là cái ví dụ đây, nếu mình trúng số thì mình sẽ xây dựng các thư viện miễn phí dành cho người nghèo. Đây là một cái ước mơ nó không có thật và nó rất là viển vông, đúng không? Rất nhiên là bạn đang nói một cái điều là bạn thể hiện mình là người tốt, nhưng mà thực ra thì bạn không thể làm được, nên là nó chỉ là cái điều vẩn vông vớ vẩn thôi, để chém gió cho nó vui thôi. Đây là sẽ là if I won the lottery. Lottery là một cái trúng số, đúng không? Lotte. Thì thực ra thì chúng ta ở đây là trúng số, mình chỉ là trúng số, nhưng thực ra là thắng xổ số, đúng không? Cái câu này nguyên văn là won, là quá khứ của win. Quá khứ của win thì là if I won the lottery. Ở đây là gọi I would build very library for the poor. Ở đây mình sẽ làm cái ví dụ này. Mình thấy ở đây có I cộng would. Would là quá khứ của win. Win là tương lai, đúng không ạ? Win là tương lai. Would là quá khứ của win. Build thì ta được giữ nguyên, đúng không? Build là xây dựng, đúng không ạ? Build là không phải đổi cái gì cả. Đấy, động từ được giữ nguyên ở hiện tại. Free library là danh từ, đúng không ạ? For the poor, free library là thư viện miễn phí. For the poor là do người nghèo. Thực ra thì người nghèo có thể là họ không cần đến thư viện làm gì cả, họ cần bánh để ăn hơn. Thì ở đây mình sẽ bố trí cho bạn cái công thức này. Thì công thức của chúng ta ở đây nó sẽ có một cái if cộng với quá. Công thức ở đây sẽ có là các bạn nhìn thấy là if này cộng quá khứ đơn. Đây là mệnh đề đằng trước, trước dấu phẩy, sau dấu phẩy là mệnh đề thứ hai. Thì sẽ có us cộng động từ nguyên thể không có to, tức là giữ nguyên động từ bình thường, đúng không ạ? Còn cái ô bên phải này, giả dụ như là các bạn không viết if đằng trước mà các bạn viết là I would build free libraries for the poor, thì các bạn sẽ viết là would cộng base verb, tức là động từ nguyên mẫu, động từ nguyên thể không to nên đằng trước, thì sau đó các bạn viết if cũng được, không có gì sai cả. Nhưng các bạn phải biết là cái nào là động từ, cái nào là hành động phải ra trước thì cái đấy là nếu, đúng không ạ? Quan trọng là các bạn phải thuộc từ mới và hiểu được nghĩa của câu là được. Nếu tôi đẹp trai tôi sẽ tán, chắc chắn sẽ tán được cổ rồi,
ví dụ vậy. Rồi đấy là cái câu điều kiện quá khứ, tức là bạn dùng if, tức là nếu cộng với một cái câu ở trong quá khứ, thì đấy là câu thì đấy là điều kiện là các bạn dùng quá khứ. Thế còn khi có điều kiện rồi và cái hành động tiếp theo xảy ra là hành động gì thì các bạn chỉ cần dùng would với động từ nguyên mẫu là xong nhé, would. Bây giờ ta sẽ sang một câu trước thứ hai và ta sẽ có một cái sự ví dụ thứ ở đây là if you have spoken English, if you have spoken English, she would have understood. Ở đây là would have understood. Chúng ta sẽ nhìn thấy câu đầu tiên là if, vẫn là if đúng không ạ? Vẫn là nếu, là you là động là chủ ngữ cộng với has spoken là cộng với has và cộng với phân từ hai, cộng với chia ở phân từ hai đúng không ạ? Đã chia spoken chia thành spoken. Sau đó chúng ta sẽ sang đây là cô ấy là chủ ngữ là she would have, would vẫn là như câu như các loại câu trước đúng không? Nhưng mà ở đây ta sẽ có have understood, cô ấy đã hiểu, have understood thì cô ấy đã hiểu. Chúng ta sẽ không phải là động từ nguyên mẫu nữa mà nó sẽ là understood, sẽ là vẫn là động từ chia phần thứ hai là khác nhau, tức là hoàn thành, hoàn thành tức là nó không thể sửa đổi được, không thể sửa đổi được nữa, không thể sửa đổi. Nó đôi khi thể hiện một cái sự nuối tiếc ở đây, nó thể hiện một cái nuối tiếc ở đây trong cái câu chém gió này. If they had listened to me, we would have been home earlier, earlier đúng không ạ? Ở đây là nếu họ nghe lời tôi thì chúng ta đã về nhà sớm hơn. Ở đây là cái if they had listened to me. Ở đây ta sẽ thấy là vẫn giống của bên trên thôi, ta sẽ là if cộng với chủ ngữ là they, cộng với has cộng với phân từ hai to me, sau đó là chủ ngữ cộng would cộng have và would have cộng với động từ phân từ hai là be, là been, quá khứ phân từ hai của be đúng không ạ? Tiếp theo ta sẽ thấy là I would have written you a postcard if I had had your address. Đây ta sẽ cùng hai từ had, had address. Tức là từ had này là về cái cấu trúc I had, và cái had này là chia phân từ hai của have đúng không ạ? Đây là I would have written. Ở đây là ta sẽ thấy if ở đằng sau đúng không ạ? Và I ở đằng trước. Tức là cái mệnh đề nếu ở đằng sau và mệnh đề nguyên mẫu ở đằng trước, ta sẽ thấy như vậy. Nên là nó hơi bị đảo ngược đúng không ạ? Nhưng mà vẫn như vậy thôi. Tôi đã viết cho bạn một tấm bưu tiếp nếu tôi có địa chỉ của bạn, tức là hiện tại tôi không có địa chỉ của bạn, nó thể hiện một sự nuối tiếc một chút. Để câu này mang chất như vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy công thức của nó nhá. Cái công thức ở điều kiện hoàn thành nó sẽ là if này cộng chủ ngữ cộng với has cộng với động từ phân thứ hai. Với thứ hai nó sẽ là chủ ngữ cộng would cộng could nữa, có thể cộng could cũng có thể đôi khi nó sẽ cộng should, tức là nên đấy, should tức là nên, I would hoặc I could hoặc là I should cộng với have cộng với phân thứ hai ở đây hoặc là ed nhá, với ed thì chúng ta có thể đảo cái mệnh đề if về sau cũng được, hoặc là mệnh đề hoặc là mệnh đề chính lên trước, mệnh đề điều kiện về sau. Rồi, ta có thể đảo. Rồi, bây giờ ta sẽ nhìn lại ví dụ này. If I had studied the lesson, I could have answered the question. If I had studied the lesson, I could have answered the question. Ở đây là nếu như tôi đã học cái bài học đó thì tôi có thể trả lời câu hỏi. Ở đây là if I had, nó mang chất hối tiếc ở đây đúng không ạ? If I had studied, nếu như mà tôi không nghĩ quẩn thì từ ngày đó tôi đã lấy vợ đúng không? Ví dụ vậy. If I had studies the lesson, I could have answered the question. Tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi. Còn có không? Mong là các bạn có thể ghi chép tất cả những gì mình chia sẻ với các bạn ở đây. Công thức các bạn ghi if chủ ngữ cộng have cộng phân thứ hai. Và các bạn có thể đảo về mà về thứ hai sẽ là về mệnh đề chính sẽ là chủ ngữ cộng would cộng could cộng have phân thứ hai. Các bạn có thể đảo vị trí của thằng này trước cũng được. Vị trí của thằng này một thằng trước thằng sau, các bạn có thể đảo, còn cái đây không quan trọng. Ok các bạn. Thì các bạn chúng ta sẽ có một số lưu ý ở đây. Một số lưu ý là trong câu điều kiện này ở quá khứ nhé, cái câu điều kiện quá khứ tức là câu điều kiện đầu tiên tôi học đấy, thì là luôn luôn sử dụng was thay vì was, tức là dùng were thay vì was. If I were rich, không phải if I was the rich, if I were rich, I would travel all over the world. Nếu tôi giàu thì sẽ đi du lịch cả thế giới. Đây là ước mơ của rất nhiều người đúng không ạ? If I were rich, I would travel all over the world. I would kiss you
Tôi sẽ hôn em. Ai út khi chiều tức là nó đảo mệnh đế. Kiss lên trước, mệnh đế chính lên trước, mệnh đế hôn lên trước. Mục đích là muốn hôn cô ấy. I would kiss you if I won marriage. Không phải là wasn't các bạn nhé. If I won marriage. Phủ định đúng không ạ? Phủ định. Chúng ta cũng sẽ không dùng wasn't. If I won marriage. Ok. If I won marriage. Các bạn nhớ như vậy. Đây là cái lưu ý của cái câu mệnh đề quá khứ. Tức là câu đầu tiên. Các bạn có thể ghi chép điều này. Và chúng ta sẽ có một cái lưu ý về cách dùng câu điều kiện nhé. Thì là trong một số các trường hợp, chúng ta có thể sử dụng could, may hoặc might để thay thế cho would. Chúng ta có thể dùng should nữa nhé. Ở đây các bạn có thể sửa cho mình là chúng ta có thể dùng should luôn. Có thể dùng should, could, may và might để thay thế cho would. Ở đây cái chỗ này chúng ta thấy là cái từ should này có thể nó sẽ rất ít dùng bởi vì mang nghĩa là nên nữa. Nên thì là nó mang nghĩa là nên là nó về cái mặt ý nghĩa đấy thì cái câu này câu điều kiện nó rất ít khi dùng từ should. Mình nghĩ nên nhưng mà thực ra thì dùng cũng không sai nhé. Ta có thể dùng could, may hoặc might. Đây là tất cả những gì nhỉ? Đây là tất cả động từ khiếm khuyết đúng không ạ? Động từ khiếm khuyết, động từ khiếm khuyết, động từ khuyết tật ấy, thì là sẽ được dùng cho thay thế cho would. Would thực ra nó là quá khứ của when thôi. Ở đây ta sẽ có một số các bài ví dụ như sau. Nếu cô ấy cũng yêu tôi thì tôi sẽ chết vì sung sướng luôn. If she loves me back, I could die of happiness. Tôi sẽ có thể could là có thể đúng không? Tôi có thể nó thay cho would mà nó thay cho would. Cái từ có thể nó mang tính chất mạnh mẽ hơn từ could. Từ could này mang tính chất là sẽ, nó sẽ mạnh mẽ hơn là cái từ 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 would. Would nó quá khứ của can mà, could nó quá khứ của can, mang tính chất sẽ, nó như nào cái gì đó có thể chết vì cô ấy. If she loved me back, I could die of happiness. Đó. Chết vì sung sướng mất đúng không ạ? She may say yes. She may say yes. May là phải hay là nên, nên là như thế. Từ may chúng ta thường hiểu nghĩa như vậy, tức là nó mang chất hơi ép buộc một chút. Thì ta còn là she may say yes là cô ấy nên phải nói đồng ý không? Cô ấy nên nói đồng ý nhưng ta vẫn thích là có thể cô ấy sẽ nói đồng ý. Từ may ở đây nó sẽ là giảm nhẹ đi nhưng mà nó mang cái tính chất khi mà ta nói ra và tiếp theo nhầm với nhau ấy, thì ta sẽ nói một cái tính chất nó như là khẳng định. Would nó, nếu ta dùng từ would đây, she would say yes, cái từ may này nó sẽ mạnh mẽ hơn cái từ would. Từ would nó mang quá khứ của win là sẽ nhưng mà có thể là không đúng không, nhưng mà từ may này nó mang chất là chắc chắn đúng không. May said, may say yes, she may say yes if you ask her to go with you, tức là nó mang tính chất là cô ấy cũng thầm thích bạn đấy thì nó sẽ là như vậy chứ không phải nếu dùng từ would ở đây nó sẽ mang tính chất như là 50-50 thôi, có thể cô ấy không thích bạn đâu. Nhưng mà từ may này nó đã thể hiện cái từ nó thay cho từ could, nó thay từ would thì có nghĩa là nó sẽ mang chất khoảng 80-90% nữa. She may say yes, cô ấy chắc chắn sẽ nói đồng ý, cô ấy rất có thể 80% sẽ nói đồng ý, nó như vậy. Tiếp theo câu thứ ba, câu thứ ba ở đây là I would stop mocking if I were you. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là từ were you, if I were you thì thay were cho was đúng không ạ? Thay were cho was, were từ were chúng ta sẽ dùng were này chứ không dùng was đúng không ạ? Vậy I would stop mocking, tôi sẽ bỏ thuốc, tôi sẽ bỏ thuốc. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể thay từ should đúng không ạ? Từ should, I should stop mocking. Tôi nghĩ là nên bỏ thuốc đó, tôi nên bỏ thuốc. Nếu tôi là bạn thì mang tính chất là tôi khuyên bạn nên bỏ thuốc đi. Nên mình sẽ chia sẻ các bạn. Thì bây giờ sẽ có một số các bài tập như thế này. Nó có 5 câu bài tập ở đây là if I didn't love you, if I didn't love you. Nếu như anh không yêu em thì em sẽ chết đúng không? If I were tall, nếu như mình cao hơn thì mình sẽ tán được nhiều cô gái cao hơn. If I were a bird, nếu tôi là con chim tôi sẽ bay lượn khắp bầu trời đúng không? Nếu được làm cánh chim. If I spoke English fluently, if I spoke English, then I broke English fluently. Nếu tôi nói tiếng Anh trôi chảy, nếu tôi nói tiếng Anh trôi chảy. Câu thứ năm là I would be very happy. I would be very happy. Mình sẽ rất vui nếu đây các bạn sẽ nhìn thấy would be thì các bạn sẽ biết là câu tiếp theo sẽ là gì đúng không ạ? Would be đang là đang quá khứ. Đây là would, đang là would cộng với một động từ bình thường, động từ bình thường đúng không, không có chia phân từ hai thì cái vế đằng sau sẽ là chỉ là quá khứ đơn rồi đúng không ạ? Các bạn có thể nếu như tôi sẽ rất vui nếu như tôi lấy được vợ chẳng hạn, các bạn có thể viết đi câu đấy bằng tiếng Anh như là quá khứ đơn thôi đúng không ạ? Ở đây là tất cả các câu này đều chia ở cái câu quá khứ loại loại đầu tiên thôi, loại một tức là câu quá khứ ở
tức là câu điều kiện ở quá khứ, đúng không? Câu điều kiện ở quá khứ. Đây là chỉ có bài tập, đây là chỉ có những bài tập như vậy thôi, thì các bạn nên chia như vậy nhé. Còn cái phần thứ hai sẽ chưa có bài tập ở đây, thì chủ yếu là như vậy. Mình sẽ ôn lại cho các bạn một chút tất cả những gì mình đã nói. Tức là công thức ở điều kiện quá khứ đây, mình sẽ nhìn thấy là if sẽ đi với quá khứ đơn, sau đó cộng với mệnh đề tiếp theo sẽ là chủ ngữ cộng would cộng với động từ nguyên mẫu không tu thôi, rất là dễ, đúng không? Câu này rất là dễ, quá khứ đơn và nguyên mẫu không tu, không phải chia gì cả. Nhưng mà nó sẽ khó hơn một chút khi chúng ta đi sang hoàn thành. Nó sẽ thấy if cộng với chủ ngữ cộng head cộng với động từ phần thứ hai, còn ra có chủ ngữ cộng với would, mệnh đề sau thì sẽ là chủ ngữ cộng would hoặc là could cộng với have và hoặc phần từ hai, có have và phần từ hai. Đó là như vậy. Chúng ta chung quy là cái điều kiện hoàn thành thì hai vế đều là phần từ hai. Nhưng mà bạn phải nhớ này, cái vế thứ nhất là have, cái vế của if sẽ là has cộng với phần thứ hai luôn. Còn cái vế mệnh đề kết quả nó sẽ là would cộng với have cộng phần thứ hai. Nó sẽ phức tạp hơn. Tức là nếu thì là have cộng phần thứ hai thôi. Còn kết quả của nếu nó sẽ là would cộng have cộng phần thứ hai. Để các bạn có thể học thuộc luôn những gì mình nói, các bạn có thể lặp lại câu nói mình nói. Tức là cái công thức thứ nhất là quá khứ, tức là chỉ quá khứ đơn. Tức là if thì phải quá khứ đơn và sau đó còn lại là would cộng động từ nguyên mẫu. Còn công thức thứ hai nó sẽ là if thì sẽ đi với head phần thứ hai và mệnh đề sau sẽ là would have phần thứ hai. Đó, các bạn có thể đọc nhanh như vậy. Bạn sẽ nhớ là if head phần thứ hai thì đằng sau sẽ là would have phần thứ hai. If head phần thứ hai thì đằng sau sẽ là would have phần thứ hai. Đấy, còn cái kia là quá khứ và đi với nguyên mẫu. Quá khứ nguyên mẫu, ok chưa? If quá khứ thì đằng sau nguyên mẫu, nhưng mà if là head phần thứ hai thì sẽ là would have phần thứ hai, ok chưa? Đó là mình chia sẻ các bạn như vậy nhé, rất là ngắn gọn và có thể bạn hiểu được. Thì mình sẽ nói một số câu tiếng Việt các bạn dịch, các bạn có thể dịch là nếu như tôi có tiền tôi sẽ mua Mercedes, nếu như tôi có tiền tôi sẽ mua vài căn nhà, nếu như mà tôi đã không chia tay cô ấy thì bây giờ chúng tôi có lẽ đã là vợ chồng. Đó, các bạn có thể dịch những câu như vậy, tự viết ra tiếng Việt và cũng thể dịch nhé. Thì mình sẽ không làm những cái bài tập như thế này, mình chỉ cung cấp cho các bạn cái kiến thức thôi. Thì mình tin là nó thứ nhất là một cái ôn tập, thứ hai là sẽ là một cái bàn đạp để các bạn học cái khó hơn trong những bài học sau. Mình sẽ chia sẻ tiếp tục với cái câu điều kiện này, vì câu điều kiện này có rất nhiều các loại câu điều kiện khác nữa và nó sẽ rất là rối rắm và nhìn nhau. Các bạn nên nắm chắc ở cái phần này và đặt câu với những phần này, thì chúng ta sẽ có những cái bài tập về sau này trong những bài khác. Vì cái video này mình sợ nó sẽ rất là dài. Chúc các bạn sớm thành công trong công việc học tiếng Anh của mình và hẹn gặp lại các bạn trong cái chuyên mục câu điều kiện nhé. Goodbye.